Giá xăng dầu hôm nay, ngày 5 tháng 1 năm 2022, bật tăng mạnh. Cập nhật giá xăng dầu đầu phiên sáng ngày 5 tháng 1 năm 2022 với những thông tin mới nhất. Giá xăng dầu tăng mạnh sau khi OPEC cộng đồng ý tăng sản lượng trong bối cảnh biến thể Omicron không tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Giá xăng dầu thế giới hôm nay, ngày 5 tháng 1 năm 2022, phi giao dịch sáng nay, ngày 5 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Giá dầu tiếp tục đà tăng sau khi cả hai hợp đồng chuẩn đều tăng hơn 1% phiên trước đó, khi OPEC cộng đồng ý tăng sản lượng theo dự kiến cho tháng 2 mà không tăng cao hơn mức 400 thùng một ngày, bất chấp áp lực từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden để thúc đẩy nguồn cung. Cụ thể, dầu WTI tăng 0,09 đô la Mỹ một thùng tương ứng 0,12% lên mức 77,98 đô la Mỹ một thùng. Dầu Brent tăng 1,02 đô la Mỹ một thùng tương ứng 1,29% lên mức 80 đô la Mỹ một thùng. Thị trường dầu hôm nay tăng giá do sự lạc quan bất nguồn từ quyết định tăng sản lượng hàng tháng của OPEC cộng. Điều này đang giúp giá dầu giao dịch cao hơn khi niềm tin vào thị trường gia tăng và vẫn trong kiểm soát sản lượng của các nước sản xuất dầu lớn này. OPEC cộng đã tăng mục tiêu sản lượng lên 400.000 thùng một ngày kể từ tháng 8 và quyết định sản lượng hàng tháng sẽ được họp vào tháng trước đó theo diễn biến thực tế. Virendra Chauhan, nhà phân tích của Energy Aspect cho biết, động lực số một của giá dầu toàn cầu vào thời điểm hiện tại là sự quản lý nguồn cung của thị trường bởi liên minh các nhà sản xuất OPEC cộng. Các nhà phân tích của RBC nhận định, mặc dù các ca nhiễm Omicron tiếp tục tăng cao ở một số quốc gia, nhưng việc không có hạn chế rộng rãi có thể sẽ khiến mối lo ngại về nhu cầu ngắn hạn được kiểm soát hỗ trợ cho giá dầu. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le cho biết, dù sự gia tăng của biến thể Omicron lan nhanh đang làm gián đoạn một số khu vực nhưng không có nguy cơ làm tê liệt nền kinh tế và bị mắc kẹt với dự báo tăng trưởng 4% cho GDP của Pháp năm 2022. Hoạt động sản xuất toàn cầu vẫn diễn ra mạnh mẽ trong tháng 12, cho thấy tác động lên sản lượng từ biến thể đã được giảm bớt. Giá bán các loại xăng dầu trong nước hôm nay tại Việt Nam áp dụng mức giá bán được điều chỉnh từ 15 giờ chiều ngày 25 tháng 12. Theo đó, giá xăng RON95 tăng 494 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện tại. Xăng E5 RON92 tăng 468 đồng một lít, dầu diesel 0,05S tăng 245, dầu hỏa tăng 196 đồng một lít, dầu ma rút 180 CST 3.5 giữ nguyên so với giá hiện hành. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON92 là 22.550 đồng một lít và xăng RON95 là 23.295 đồng một lít. Dầu diesel 005